Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Trong quá trình đi lan tỏa đào tạo cộng đồng về P Network Mình hay gặp những câu như Không làm mà đòi có ăn Anh không tin là tự dưng có thằng cho không tiền như thế Làm gì có ai làm không công cho người khác hưởng chứ Miếng format free chỉ có trên bấy chuột Còn nhiều lắm Cũng có nhiều bài viết giải thích về mấy ý trên Trong phạm vi bài viết này Mình muốn bổ sung thêm vài ý theo quan điểm riêng Để mọi người tham khảo Mọi ý kiến phản biện có văn hóa được chào đón bằng comment ở bên dưới. Trước hết, trong cuộc sống có một thứ gọi là cơ hội. Có nhiều người có thể không có nhiều kỹ năng xuất chúng nhưng nắm bắt đúng cơ hội thì vẫn có thể trở nên thành công trong lĩnh vực của họ. Thành công có thể là địa vị, danh tiếng hoặc giàu có. Ví dụ, quay về thời điểm 2005, 2007 khi thị trường chứng khoán lên cơn sốt. Đến các bà bán rau cũng rủ nhau đi mua chứng khoán. Rất nhiều người đã kiếm hàng tỷ từ chứng khoán mà không mất quá nhiều sức lực. Tương tự như vậy, khi thị trường bất động sản tăng nóng, các cỏ đất về tận, các làng quê mua cả đất, vườn, xó, xỉnh. Nhiều người tự dưng giàu có. Tuy nhiên, điều này không kéo giảm mái. Không ít người chậm chân hoặc đầu tư không đúng lúc đã phải trả giá. Vì hiện tại, cũng giống như một cơ hội và nó là cơ hội tuyệt vời hơn bao giờ hết vì bạn không phải bỏ tiền túi để đầu tư và tất nhiên cơ hội này nó cũng sẽ không kéo dài lâu vì giống như một mỏ vàng lộ thiên không phải ai cũng có cơ hội nghe được thông tin về nó mà đến khai thác có nhiều người sẽ không tin hoặc ở quá xa đến nên đến không kịp vậy có phải những người biết tin về mỏ vàng và ở đủ gần để đến đảo thì họ sẽ rất nhàn nhã và thu hái thành quả hay không những người đầu tiên nhìn thấy mỏ vàng này rõ ràng là giàu lên dễ đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, có phải 6 tỷ người đều được như họ cuộc sống ăn nhau ở chỗ gặp thời và chúng ta có những đối tượng sau. Một người biết sớm đào nhanh, đào nhiều, đánh chén lau say chẳng mất giọt mồ hôi. Hai Nhóm người không tin là chỗ này có mỏ vàng Họ quyết định ở nhà cày ruộng trồng khoai cho chắc cú Mỗi vụ kiếm vài trăm củ khoai Trong đầu họ nghĩ làm gì có vàng đâu dễ kiếm Định bịp ông à còn non và xanh lắm Nhóm người biết tin muộn nhưng cũng lao đến ngay Nhưng bọn nó đào gần hết rồi May là vơ vét được tí vàng vụn Cũng đủ tiền xe đò và gỡ gạc được con trâu Nhóm người biết muộn hơn nữa Đến nơi thì bọn nó đào hết sạch cả vàng rồi Liền bỏ tiền ra mua luôn những người đào vừa xong Đem về bán cho thằng khác kiếm tí lái Nhóm này mua sớm bán sớm nên may mắn có lái Nhóm cuối cùng Thấy nhóm trên buôn lái Chấm nhà lầu xe ngựa vênh vang Nhóm thấy có vẻ giá vàng còn tăng nữa Thế là quyết định chơi lớn Về cắm luôn sổ đỏ nhà hàng xóm Ôm thật nhiều hàng Trừ giá lên là đổi đời nhưng ở đâu giá tụt thế là bốc xít kể từ đó họ quay ra chửi cả làng vũ đại thông tin về pi ở thời điểm hiện tại cũng giống cái mỏ vàng trên thì hiện tại hơn 27 triệu người đang sâu xuống đảo pi số người đảo pi mỗi ngày tăng khoảng 100.000 Chúng ta có thể đào từ giờ đến cuối năm tức là khoảng tức là khoảng 2 tháng nữa, sau đó thì tốc độ đào bi sẽ giảm dần và ngừng đào. Vậy chúng ta đang ở giai đoạn 3 trong ví dụ trên. Bạn có thể ra quyết định đảo pi ngay bây giờ để chắc chắn kiếm được tiền vốn bằng không hoặc yên vị làm công việc của bạn cho chắc cú phải chắc chắn sẽ có nhiều người ra quyết định muộn hoặc biết thông tin muộn thì họ sẽ rơi vào nhóm 4 hoặc 5 ở trên hai nhóm cuối này ai đỏ thì ăn đen thì sờ mờ lờ tôi thật sự không muốn bạn rơi vào hai nhóm cuối này đó là lý do tôi đã xây dựng, tôi đã viết bài viết này để cung cấp cho các bạn có đủ thông tin để ra quyết định. Trong công thức về lượng cung của Pi Network có phần dành cho nhà phát triển tức là mấy ông co-team. Theo đó thì co-team sẽ có 25 tổng số coi của cộng đồng. Có nghĩa là cộng đồng cứ đào thật nhiều, thật đông, cả thế giới đào được bao nhiêu thì co-team sẽ auto có 25 tổng số. Đây là công thức toán học trong sách trắng của dự án. Điều này có nghĩa là gì? Nếu cộng đồng càng nhiều người đào pi thì pi càng được công nhận giá trị cao, Core Team tim càng giàu. Không phải có tim cho mọi cho tiền mọi người cũng không phải mọi người cho tiền nhau mà có tim tạo ra một phương tiện thanh toán và phương tiện này chỉ có giá trị khi có thật nhiều người sử dụng. Công nhận nó càng nhiều người dùng thì giá trị càng cao có một câu nói mà tôi rất tâm đắc thế này nếu cả thế giới ai cũng đi săn lùng và hót phân thì lúc đó phân sẽ quý hơn vàng trong dự án P Network không phải là mối quan hệ mua bán giữa nhà phát triển và cộng đồng nó chính xác là mỗi người một nhiệm vụ chỉ khi cộng đồng thành công thì tất cả mới có ăn và ai ăn phần của người đó Người này càng ăn nhiều thì người kia không những bị mất phần mà còn được nhiều tương ứng. Một công thức kỳ diệu như vậy. Liệu có bao nhiêu người nhìn ra còn chờ gì nữa mà không đào pi? Báo mời ở bên dưới phần mô tả.